Tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta. Thưa quý vị, qua truy vết điều tra dịch tễ những trường hợp có tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh, đã có nhiều trường hợp di chuyển về các địa phương. Để tổ chức điều tra xử lý ổ dịch COVID-19, Bộ Y tế có công điện gửi các tỉnh, thành phố, trong đó yêu cầu các tỉnh tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần, phát hiện trường hợp bất thường phải lập tức cách ly và xét nghiệm, rà soát chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là khu vực đông người, tiến hành ngay việc xử lý, phun khử khuẩn tại nơi bệnh nhân thường trú và từng đến.